Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bình Dương ạ. Năm nay em 43 tuổi. Vâng. Em có một gia đình nhưng mà chồng em đi làm rất là xa. Vâng ạ. Rồi gần một năm rồi ạ, em có gặp một người bạn cùng quê. Rồi cũng nó nảy sinh một cái tình cảm đó. Là duy trì vào đây là 6-7 tháng rồi. Vâng. Nhưng mà cái tình cảm của em với anh nó bây giờ hầu như là nó rất là sâu đậm ạ. Vâng. Mà gia đình thì chồng em đi làm rất là xa, 2-3 tháng mới về. Dạ, rồi cái tình cảm giữa vợ chồng thì chồng em thì là người hiền lành. Vâng. Chứ không có phải là người đàn ông này nọ, nhưng mà xa quá, xa nhà quá. Vâng. Rồi tình cảm vợ chồng nhiều lúc nó cũng trống vắng. Mà anh này thì lại rất là bù đắp, rồi rất là chăm sóc, quan tâm tới em rất là nhiều. Vâng. Dạ, mà em bây giờ không biết làm sao. Em chỉ biết nhờ lên cửa sổ tình yêu anh nghe. Vâng. Để rồi giúp giùm em, tư vấn giùm em bây giờ em nên làm gì và em ra sao. Có nghĩa rằng là nếu như mà em một ngày, có ngày mà anh không gọi cho em được 1-2 lần thì anh không chịu được ạ. Vâng. Vì anh cũng ở rất là xa em ạ, xa em tới 300-400 cây số ạ. Tức là người bạn mới quen này hả? Dạ vâng ạ. Cũng xa như thế. Vâng, tôi hiểu là bạn đang rất là bối rối. Dạ, trong vâng lúc ạ. Chồng cũng đi xa thì mình cũng thiếu thốn tình cảm đúng không ạ? Dạ thì vâng lại ạ. Có một người bạn trai khác mà theo như lời bạn nói là lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng bù đắp cái tình cảm thiếu thốn đó cho mình. Dạ vâng rất ạ. Là bối rối và khó xử đúng không ạ? Dạ, vâng, đúng anh rồi Minh ạ. Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nhé và chia sẻ dạ, với vâng bạn. Ạ. Xin mời anh ạ. Rồi, xin chào em. Dạ vâng ạ, em chào anh ạ. Này, ông xã thì làm từ trước giờ đều ở xa thế, suốt bao nhiêu năm nay vợ chồng cứ xa cách vậy à? Dạ 20 năm rồi ạ. Thế em à? Xin lỗi, phải anh Đinh Đoàn không ạ? Ừ, anh Đinh Đoàn. Dạ vâng em. Mình thì ở Bình Dương, còn anh ấy làm ở đâu mà xa đến mấy tháng mới ông, về? Ông xã em mà chưa với anh, ông xã em đi làm ở Thái Lan. Không, anh ông xã em đi làm cầu đường ạ, hết tỉnh này tỉnh kia. Có rồi. Nghĩa là đi khắp mọi miền trên rồi, nước Việt Nam mình xây ạ. Xong cái này thì lại chuyển đi chỗ khác. Dạ đúng rồi ạ. Như mình nói thì ông cũng hiền lành, cũng chẳng phải là đi đâu cũng nọ kia, mỗi lần về thì cũng thương vợ quý con, chứ mình cũng chẳng phải chê cái gì đúng không? Dạ đúng rồi. Này, thế các cháu lớn chưa? Dạ, con em một đứa học lớp 8, một đứa học lớp 9, học lớp 7 anh ạ. Ồ thế hả? Bây giờ chỉ có ba mẹ con ở với nhau chứ không có ông nội bà ngoại gì ở cùng nha. Dạ không ạ, ngoại em cũng ở cách em hơn 200 cây số ạ. Ồ. Còn mình... nội thì em thưa với anh là đúng ra là em ở bên phía chồng ạ. Ừ. Nhưng mà cũng nó thời gian vô hạn nên không thể nói hết Đinh Đoàn, anh Đinh Đoàn được. Em rồi chỉ, anh chỉ biết là bây giờ là chỉ có ba mẹ con này, ở em với ở xa với ông bố mẹ chồng em. Rồi. 100 cây số ạ. Tóm lại thì chỉ ba mẹ con ở với nhau và dạ. Thật ra các cháu thì nó cũng học lớp 8, lớp 9, nó cũng lớn rồi. Ngày dạ, xưa vâng khi ạ. Con còn bé thì mình rất là bận rộn với việc chăm sóc chúng nó đúng không? Dạ, vâng ạ. Nuôi nấng rồi là vân vân. Bây giờ thì chỉ còn sao mà lo nó đủ tiền để cho chúng nó đi học và nó đi học suốt cả ngày ấy. Thành dạ, ra mình rồi. Cũng lại cảm thấy trống vắng, nhất là cái tuổi bắt đầu 40 đổ ra, con người ta, con cái thì lớn rồi. Dạ. Vất vả thì cũng đã tạm tạm lùi về. Con người ta lại trở lại một cái lứa tuổi mà rất là cần những cái chia sẻ tình cảm. Dạ vâng ạ. Và đúng lúc ấy thì mình gặp cái bạn này. Ban nãy có nói rằng là cái bạn mà cùng quê này là chắc anh ấy cũng có vợ có con rồi đúng không? Dạ, thì anh là anh cũng có gia đình ạ. Ừ. Có vợ nhưng mà hai vợ chồng cũng ly thân rồi, cũng đi vô trong miền Nam làm 17 năm nay rồi ạ. Ừ. Đúng rồi. Dạ. Và anh đây cũng lại ở xa mình. Đúng rồi ạ, ở rất xa em ạ. Vì ban nãy nói là thôi gọi là ông xã xa thì tưởng là gặp được một người bạn người ta rất là gần gũi thôi, hàng ngày ta giúp đỡ chia sẻ, thỉnh thoảng nhà có việc nọ việc kia thì sang người ta đỡ, rồi lâu lâu thì đi uống cà phê với nhau hoặc là chuyện nọ chuyện kia nó cũng đỡ. Bây giờ một ông xã thì xa, lại có một ông bạn lại cũng lại xa như thế, thành ra cũng nó chỉ hơn ông xã của mình cái là cái ông này ông tình cảm và ông khéo miệng đúng không?
Ông còn nhắn tin, ông gọi điện, ông hỏi, ông nói là ông nhớ lắm, nhớ vừa. Thế còn ông xã thì chủ quan, khinh địch, cho rằng sống với nhau mấy chục năm rồi, việc gì phải khách sáo gì nữa. Cho nên là cứ lâu lâu để về quăng một cục tiền xong lại đi. Còn ông này thì ông biết nhắn là không biết ở trong ấy bão tố thế nào, ôi ở chỗ anh hôm nay mưa to quá, giá lúc này mà ở thế nọ, giá mà lúc kia, mà mình cũng thấy xúc động đúng không? Dạ Có một người tâm sự cũng là cái tốt, giá mà cái ông chồng nhà mình ấy, ông lại 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 gánh được một phần cái trách nhiệm như cái ông bạn này thì chẳng còn gì mà nói nữa đúng không? Cái chuyện tình yêu giữa những người đã từng có gia đình, đã người đang có gia đình với một người khác cũng Dạ bình thường thôi. Con người Dạ ta có phải là gỗ đá đâu mà bảo là quy định là có vợ rồi thì không có yêu ai nữa, là có chồng không yêu ai nữa. Chỉ có điều này, có vợ thì không lấy người nữa, mà có chồng thì không được lấy ai nữa. Chứ còn cái yêu đấy thì nó là cái cảm xúc, nó là trái tim, chắc là khó mà cấm. Mà có cấm thì người ta cũng sẽ vi phạm hết đi thôi, đúng không? Dạ vâng Đấy, ạ. cho nên không có luật tình yêu nhưng có luật hôn nhân gia đình. Muốn duy trì cái mối quan hệ chừng mực để trước hết là cho mình cũng đỡ trống trải này. Có điều rằng là mình cũng đừng nó quá đà, ví dụ như mình bị quá nhớ mà cứ nay lại chuồng bò hỏng mai mình lại gì đấy, xong rồi lấy cớ để gặp anh ấy rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rồi. Chuyện cái gì chứ con người ta mà khi có tí tình cảm ấy khó giấu lắm. Trong mắt hai đứa trẻ nhà mình nhớ rằng chúng nó đều đang ở cái tuổi chuẩn bị cập kê yêu đương rồi, Đúng từ rồi trước đến giờ, nhất là cái con lớp 9 ấy đúng không? ạ. Dạ đúng rồi ạ, đúng rồi. Nó để ý nó biết đấy, rồi về nó này khác thì mình cũng không phải là làm cái gì nó quá tệ, nhưng mà Đúng trong rồi ạ. lúc ba nó đi vắng vất vả công trường để kiếm tiền mang về, bây giờ má ở nhà cứ gọi cái chú nào vào sửa chuồng bò, mà con thấy vừa tháng trước sửa tháng này lại sửa, sao có mỗi cái con bò mà sao chuồng nó hay hỏng thế. Thế rồi nó cứ đến tai người nọ người kia, rồi con người ta càng hiền lành bao nhiêu thì khi mà bị một chút ghen tuông nổi lên thì càng cục cằn đấy. Con người ta nó cứ càng từ trước rồi quá tin tưởng, mà đến lúc mà nó choáng rồi vì chuyện nó lại không đâu vào đâu đến tai anh xã, rồi chuyện nhỏ nó ra lớn thì không hay. Tóm lại một câu là vui có chừng thì dừng đúng lúc, đừng có quá sa đà, nhưng mà cũng đừng đừng nghiến răng là nghĩ rằng là thôi phải cắt rồi là tội lỗi hay thế này thế khác nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Vâng, chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ.